Cảnh sát New York cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn tàu lửa đâm xe ô tô ngay trên đường ray xảy ra vào ngày 4 tháng 2 tại Mỹ, khiến cho 6 người thiệt mạng. Qua một đêm, tuyết đã phủ trắng chiếc xe SUV gặp nạn. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết vào ngày 4 tháng 2, 5 hành khách trên tàu và người phụ nữ lái chiếc xe Jeep Cherokee đã thiệt mạng sau vụ đâm xe nghiêm trọng ngay trên con đường ray. Cảnh sát cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tại sao chiếc xe lại mắc kẹt trên đường ray và đã mắc kẹt ở đó trong bao lâu. Ngoài 6 người thiệt mạng, đã có 50 hành khách bị thương, trong đó có một hành khách đang trong tình trạng nguy kịch và một hành khách khác bị chấn thương nghiêm trọng. Tính tới thời điểm trưa ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương, tức là khuya qua giờ Việt Nam. Hiện các hành khách đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Ở đây chúng tôi nhận 12 bệnh nhân, trong đó có 9 ca chấn thương nặng. Các y bác sĩ đang tìm mọi cách để tạm phục hồi cho họ nhanh nhất có thể. Để phục vụ cho công tác điều tra, một phần đường ray này sẽ tạm ngưng hoạt động. Dự kiến có đến 45.000 khách hàng thường xuyên của đoàn tàu ngang qua đây có thể bị ảnh hưởng trong tuần.